trong cái dòng nghiệp này nó có một cái nghiệp từ nơi đức tin mà ra. Cái đức tin của chúng ta sẽ dẫn chúng ta gặp lại nhau. Nếu như đức tin đó được đặt đúng vào đối tượng, là đức tin đó là sự thật, tức là mình tin vào đúng cái điều sự thật, thì mình được hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Các quý đạo hữu, hôm nay chúng ta hội tụ tại nơi đây. Cái duyên để chúng ta được hội tụ ấy là do chúng ta có cùng chung một cái đức tin. Đó là đức tin hướng tới giáo lý của Đức Phật. Thì chính cái đức tin ấy sẽ hội tụ chúng ta. Đó là nhân duyên. Trên khi sinh ra thì chúng ta cũng không thể nói là tôi sẽ gặp ai trong cuộc đời này. Mà chính là duyên nghiệp sẽ hội tụ chúng ta lại với nhau. Ví dụ như là con mà đến với cha mẹ ấy. Nào trước khi con đến với cha mẹ có biết là ai sẽ đến với mình đâu. Và con cũng không hề biết là ai sẽ là cha mẹ mình. Bởi vì trong vòng luân hồi tái sinh, tức là cứ chết đi rồi lại sinh ra, trước khi chết chúng ta không hề biết chúng ta sẽ đầu thai vào đâu, và cũng không biết là đầu thai vào loài nào nếu như chúng ta chưa đắc được đạo, phải không? Không hề biết. Cho nên chính là nghiệp dẫn chúng ta. Thế thì trong cái dòng nghiệp này nó có một cái nghiệp từ nơi đức tin mà ra. Cái đức tin của chúng ta sẽ dẫn chúng ta gặp lại nhau. Ví dụ như là người có đức tin về điều này thì sẽ gặp lại những người như thế nào đó vào trong kiếp sau về cái đức tin của mình. Thì hồi sáng Yến cũng đã giải thích cho các quý đạo hữu về cái phần đức tin rồi. Nói thì cái đức tin nó vô cùng quan trọng. Nó vô cùng quan trọng đối với mình. Nếu như đức tin đó được đặt đúng vào đối tượng, là đức tin đó là sự thật, tức là mình tin vào đúng cái điều sự thật, thì mình được hạnh phúc. Đây nói một ví dụ, mình tin rằng nước trắng uống sẽ hết khát. Tuy rằng chúng ta chưa tìm hiểu nước là thế nào, công dụng ra sao, nhưng mình tin như thế và đúng thật nó là chất uống hết khát thì chúng ta sẽ được lợi ích. Thế nhưng mà mình cũng tin vào một cái cốc nào đó, nhưng nó lại là cốc thuốc độc. Cái đấy nó không phải là cái nước trắng để uống hết cái cơn khát của mình. Thì khi mình uống vào thì mình sẽ bị tổn hại. Thế cho nên là đức tin đặt đúng chỗ, đúng sự thật với cái gì mà mình tin tưởng, thì nó sẽ đưa mình đến hạnh phúc. Ví dụ như cái điều tin tưởng chúng ta là tin tưởng rằng là cái cốc nước trắng này sẽ làm cho mình hết cơn khát. Thì cái đức tin đấy là tin vào điều chân thật nhé. Tin vào điều chân thật. Còn cái cũng đức tin đấy, nhưng mà nó chưa phải là tin vào điều chân thật, thì chúng ta sẽ bị tổn hại. Đấy. Thì Yến nhắc lại này. Đức tin là thuộc về cái tâm trong sáng của chúng ta. Cái tâm đó không phải do bên ngoài tạo thành. Tất cả chúng ta đều có đức tin. Ví dụ, tôi tin rằng không có một thế giới tâm linh nào cả. Đấy cũng là đức tin. Tức là niềm tin của người ta và niềm tin có đối tượng. Đối tượng là không có một thế giới tâm linh nào. Và cái đức tin
có đối tượng mà cái đối tượng đó lại là đúng sự thật, thì cái đức tin đó nó đem đến lợi ích cho mình. Nhớ, cho nên đức tin là trong sáng. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chứ? Còn đối tượng thì có thể là sự thật, cũng có thể không phải là sự thật, giống như cái đức tin mà họ tin tưởng, đức tin họ đặt vào đó. Đấy nhé. Đức tin là trong tâm chúng ta. Còn tin cái gì là đối tượng? Thế là đối tượng của tâm. Ví dụ chúng ta tin Phật, tin là thuộc về chúng ta, đối tượng của chúng ta là Đức Phật. Chúng ta tin giáo pháp của Phật thì đức tin là thuộc về chúng ta và đối tượng là giáo pháp của Phật. Cho nên đức tin thì có đối tượng. Thế thì đức tin của ai cũng là trong sáng, còn đối tượng thì là sự thật hay không phải là sự thật, đó là cả một vấn đề. Thế thì chúng ta là người phải tôn trọng đức tin của tất cả mọi người, không được xâm phạm vào đức tin của tất cả mọi người, vì chúng ta có đức tin như nhau. Nhưng đối tượng tin thì do một là mê lầm chưa biết rõ thì sẽ tin sai, còn người thì rõ, sáng rõ, tức là biết rõ sự thật, tức là giống như cái người vừa nãy Yến nói, ví dụ người ta đã biết rằng cái nước trắng này đã làm cho nhiều người hết khát rồi, và người ta tin rằng người ta uống sẽ hết khát, đấy gọi là đức tin chân thật vào những điều chân thật, sự thật, tin vào sự thật, đặt đức tin vào sự thật. Thế thì chúng ta là người, là một người gọi là chưa có một cái niềm tin nào đi, thì trước khi chúng ta muốn đặt đức tin của mình vào một vấn đề nào đó thì chúng ta nên tìm hiểu. Thì tìm hiểu thì Đức Phật có dạy một câu thế này này: y pháp bất y nhân. Nếu ai mà biết được cái câu này ấy mà thực hành ấy, thì mình không bao giờ đặt đức tin vào nơi mù quáng cả. Và ở trên đời sống con người ta cũng thế, chúng ta cũng cần nên y pháp bất y nhân trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống, chứ không phải là một vấn đề về đạo, mà phải trong cuộc sống. Nếu như chúng ta y pháp bất y nhân thì chúng ta sẽ sáng suốt. Còn nếu như chúng ta y vào nhân thì chúng ta sẽ dễ dẫn đến những mê lầm. Mê lầm. Ví dụ cái pháp là cái việc mà được diễn ra hay là được lột tả sự việc. Thế nhưng mà chúng ta thì luôn luôn hầu như cũng có một cái thói quen, đó là cũng y vào nhân. Yến kể cho các quý đạo hữu nghe thế này. Có một chị này, chị gọi điện cho Yến, chị bảo bây giờ chị mất hết, chị lợ những là đi 7-8 tỷ. Thế hỏi thế chị làm gì mà lợ nhiều thế? Chị bảo chị làm cái chủ hụi đấy. Chủ hụi tức là đi gom tiền của người ta xong là lấy một phần lãi. Tức là lấy một phần lãi. Thì cứ đến lượt ai thì người ấy lấy. Thì Yến hỏi thế chị làm như vậy thì cái phần trăm lãi của chị nó như thế nào? Thì chị bảo là cũng có lãi, thế nhưng mà làm đến nay là được 4 năm rồi, thì bây giờ phải bán hết tất cả đất cát, nhà cửa để đền. Thế thì tin vào cái việc mà mình làm sẽ có lãi đấy cũng là một sự tin mù quáng. Vì mình không căn cứ trên sự thật mà. Mình có bốc họ của mọi người và mọi người xin mua họ trước ấy mà, lấy họ trước để giả sau. Mình không có một căn cứ pháp lý nào để cho người ta có thể trả lại cho mình. Ví dụ như là mỗi người bốc một bát hụi là 300 triệu hay là 100 triệu. Thế nhưng mà thực chất chỉ là lòng tin đối với nhau thôi. Phải không? Lòng tin vào con người, mình nghĩ là thế con người này nó hiền lành. Từ trước đến nay thì nó không có chạy lợ ai bao giờ cả. Lại chỉ là như thế thôi, nó không chạy lợ đâu. Cho nên là tin tưởng. Nhưng mà con người thì có lúc thăng lúc trầm. Lúc mà người ta chưa khó khăn lắm thì người ta không chạy. Nhưng đến lúc khó khăn quá rồi thì người ta không phải là người không tốt, người ta không có khả năng để trả. Thì người ta sẽ trở lên là trở thành đối với mình là người không tốt, chứ thực tâm chưa chắc có phải người ta lừa mình. Thế cái niềm tin đó, tin vào con người như thế thì là không đúng. Mà mình phải tin vào cái pháp ấy. Phải không? Cái pháp này là tôi có cho anh lấy đi chăng nữa, không có một cơ sở pháp lý nào để đòi lại. Thế và chị còn kể thế này nè. Chị thì hay có tính thương người. Có những hôm ấy thì giữa đêm nó gọi điện là xã hội đen đang đòi nó, đang truy đuổi nó, cho nó bốc họ để nó giả, không thì chết. Thế chị thương, cứ thế rồi chị mất.
cứ hết lần này đến lần kia là chị mất. Hiến bảo thế thì chị tin không có cơ sở gì cả mà chị tin. Thế chị phải xác định là cái người mà người ta đã bị xã hội đen đòi để lấy tiền ấy, thì cái người đấy là không có còn cái chỗ nào để vay nữa rồi mới vay xã hội đen. Phải không các quý đạo hữu? Không còn chỗ nào vay nữa thì mới phải vay xã hội đen. Yến mới trả lời là em không bảo chị là không nên giúp, nhưng chị phải biết khả năng giúp, vì những người đó là người ta không có khả năng trả. Không có khả năng trả, cho nên một là chị giúp với cái tư tưởng ở bên trong là sẽ cho. Tại vì làm gì có mà trả. Thế bây giờ chị lại đi hùn hụi của bao nhiêu người để cho một người đi giả xã hội đen, thì đương nhiên là bao nhiêu người khác, thì chị lấy gì ra mà giả. Thế đấy gọi là tin tưởng vào con người, thương một con người mà lại không y vào cái pháp, là xem là nó sẽ đến đâu. Trên Phật dạy là y pháp bất y nhân, tức là chúng ta đừng có tin tưởng một cái gì mà lại không có tư duy một cách rõ ràng trong từng sự việc một, phải không? Nhưng mà cũng không phải vì thế mà mình mất niềm tin với người khác, không phải thế. Mà mình xét một con người là chúng ta xét trên nhiều phương diện mà chúng ta hiểu biết, và phải xét cả sự việc hiện tại, cả quá khứ để tin, để chúng ta tiếp tục, nhưng vẫn phải tỉnh táo trong công việc hiện tại, phải không? Nhất là những người làm kinh doanh thì nên làm thế này chứ, phải không? Trên lời nói của Đức Phật là tuyệt vời, là y pháp bất y nhân. Thế thì ở đây các quý đạo hữu cũng như vậy, chúng ta giao tiếp với nhau dựa trên pháp nhé, các quý đạo hữu nhé. Đấy, phải dựa trên pháp. Thế thì cái niềm tin của chúng ta đến với đạo Phật thì không phải là chúng ta thấy bảo là Phật là người đã thành đạo để chúng ta tin ngay, không phải thế. Mà chúng ta phải tìm xem Ngài nói cái gì và thử nghiệm lời Ngài nói xem có đem đến hạnh phúc hay không, rồi chúng ta mới tin. Đấy, đến với đạo Phật là chúng ta nên đến như thế. Chứ chúng ta không nên đến với cách là nghe người này nói Phật hay quá, nghe người kia nói Phật hay quá. Nghe nói hay chỉ là bước đầu để ta đi tìm hiểu thôi, nhớ các quý đạo hữu nhé. Đấy thì để cho chúng ta có được cái niềm tin chắc thực. Và khi mà có ai hỏi là thế tại sao lại theo đạo Phật, thì mình nói là tôi theo đạo Phật vì tôi tìm hiểu cái pháp của Phật mang đến hạnh phúc cho tôi, dạy cho tôi sống đời lành thiện, dạy cho tôi biết bỏ ác làm lành, và tôi thấy tôi bỏ ác làm lành phù hợp với tôi. Tôi sống tôi thấy tôi được mát mẻ, cho nên tôi theo Phật. Đấy, quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đấy, tại vì nhiều người thì không dám nói lên sự thật như vậy. Đôi khi đến với đạo Phật phải giấu giếm vì sợ người ta thế này, sợ người ta thế kia. Mình khẳng định luôn bằng quá trình tìm hiểu và sự thật thực hành, và cái niềm tin của mình là có tư duy, có sự quan sát đầy đủ nhé, các quý đạo hữu nhé, để cho chúng ta có cái sự vững tin đối với mình. Chứ nếu như các quý đạo hữu không tìm như thế thì nó sẽ không có sự vững tin đối với mình. Thì bước đầu tiên quý Phật tử chúng ta là đi tìm hiểu giáo lý nhân quả của Phật. Tin là có nhân có quả thì chúng ta mới bắt đầu bỏ ác làm lành được, các quý đạo hữu ạ. Nếu không tin nhân quả thì chúng ta không bỏ ác làm lành, đúng không? Một lúc nào đó chúng ta nghĩ rằng chết là hết rồi. Việc làm của đời này là đời này, chứ không ảnh hưởng gì đến ai cả. Không làm sao cả thì chúng ta không quyết định bỏ ác làm lành. Chân đầu tiên là chúng ta phải học giáo lý nhân quả để chúng ta tin một cách xác thực và kiểm chứng nó bằng các việc mà mình thực hành. Thì chúng ta không có cái niềm tin mù quáng nhé. Cái nữa là các Phật tử chúng ta thì khi đến đến đạo Phật thì chúng ta phải khẳng định rằng trong tâm chúng ta rằng là có kiếp trước, có kiếp sau. Khẳng định rằng trong tâm chúng ta có kiếp trước, kiếp sau bằng các cái tư duy. Chúng ta lấy khoa học ra để tư duy đối chiếu với lại đạo Phật, đúng không? Ví dụ khoa học nói là con người, con cái phát triển thì theo gen của bố mẹ, tính cách thì theo bố mẹ, và cái gì nó cũng gọi là do thức ăn uống hay cái gì đó. Thế và khi một đứa trẻ nó bất thường thì người ta gọi là biến đổi gen, người ta gọi như thế. Thế còn đạo Phật thì sẽ giải thích về sao về hiện tượng này. Do nghiệp, nghiệp sẽ tạo lên vẻ đẹp, tức là cái xác thân, nghiệp sẽ tạo lên xác thân này, và nghiệp cũng tạo lên tính cách này. Cho nên bố mẹ và con cái nếu như có những ưu điểm giống nhau thì là đã cùng nhau làm một cái việc gì đó thiện này, trên giờ gặp lại thành gia đình. Còn nếu bố mẹ và con cái giống nhau một cái điểm xấu nào đó thì là duyên bố mẹ với con cái đã kết hợp với nhau cùng làm cái việc gì đó không phải là tốt lành.
trên này như thế, cho nên đến với nhau là duyên nghiệp. Thế còn trong gia đình cũng có anh và có em, cũng là gen đấy, cũng bố đấy, mẹ đấy, cũng gen đấy, cũng thức ăn uống như thế. Có thể là hai đứa trẻ chỉ đẻ cách nhau 1-2 năm thôi, thế nhưng mà nó cũng khác nhau cả về hình dáng rất là nhiều lẫn tính cách nhé. Thì đó gọi là duyên nghiệp của bố mẹ với người anh này khác, duyên nghiệp bố mẹ với người em này khác, và duyên nghiệp giữa cả nhà đối với nhau nó lại là một nhân duyên khác, cho nên nó có cái sự khác nhau. Đấy, chúng ta tư duy như thế mà tư duy theo nhân quả Phật pháp sẽ là giải quyết thấu đáo như các quý đạo hữu nhé. Thế còn lại nữa thì đạo Phật thì chúng ta phải hiểu như này này, đạo Phật là đạo diệt khổ. Đại chúng rõ chỗ này nhé, người ta hỏi nói là đạo Phật nói về cái gì? Đạo Phật nói về nhân quả, đạo Phật nói về phương pháp diệt khổ. Chúng ta bỏ ác làm lành thì chúng ta được quả báo, được an vui, được hạnh phúc. Còn chúng ta muốn ra khỏi cái chỗ khổ của lục đạo luân hồi này thì chúng ta phải cắt các cái ái thì chúng ta hết khổ. Thế người ta lại hỏi, thế tại sao mà lại cắt ái mà lại hết khổ? Thì mình phải có ví dụ, để cho mình phải tư duy, phải có ví dụ chứ. Ví dụ, tôi chỉ ái mỗi một cái bông hoa hồng thôi. Thế thì khi mà cái bông hoa hồng héo thì tôi cũng ồ nó một tiếng thôi, hôm nay đã héo mất rồi. Đấy là một niệm khổ. Phải không các quý đạo hữu? Mình buồn khổ. Thứ hai nữa, nếu mà bông hoa hồng của mình đang đẹp như thế, ai mà lỡ làm hỏng cái bông hoa hồng đi, mình lập tức đã khổ tâm mình rồi, mình sẽ làm khổ người khác luôn. Phải không? Tại sao lại làm hỏng như này? Tròn roi bây giờ hay là mình nghĩ là đấy nó thấy, tức là mình suy diễn ra rất là nhiều. Nó thấy mình thích bông hoa hồng này cho nên nó làm hỏng bông hoa hồng này của mình. Tức là từ cái suy diễn đấy ra làm khổ mình và làm khổ người. Cho nên tôi khẳng định ái sẽ làm khổ mình và làm khổ người. Và muốn hết được khổ thì chúng ta phải đoạn được các cái ái đi. Đấy là người xuất gia. Còn người tại gia thì biết bỏ ác hành thiện, chúng ta sẽ được quả báo an này. Thế là chúng ta đã hiểu về đạo Phật. Chúng ta phải cần có một niềm tin bằng giáo pháp của Phật, tức là chúng ta phải học giáo pháp của Phật. Để chúng ta mới tư duy ra, chúng ta không thấy có cái gì nghi cả. Áp dụng ra đời sống hàng ngày là chúng ta áp dụng, chúng ta có lợi ích và chúng ta mang giáo lý của Phật ra. Chúng ta giải thích, sự giải thích của chúng ta làm cho chúng ta được khuất phục. Không phải giải thích của ai làm cho mình được khuất phục đâu. Mà chính mình phải lấy giáo pháp của Phật, mình tư duy và tự mình chiết phục mình, tức là tự mình có sự giác ngộ. Thì cái niềm tin này nó mới không bao giờ bị lay chuyển. Nó trở thành tín. Nhá. Tin trở thành tín do kiểm chứng sự thật. Đấy đại chúng nhé, cho nên mình gọi là tín tâm đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp và Tăng. Nó khác với niềm tin nhé. Niềm tin là mới chỉ được nghe nói thôi. Thế còn tín là đã qua sự tư duy, qua sự thực hành, chúng ta mới chuyển thành tín. Trên người tín thì có sinh ra phúc lành này. Tín và sự thật. Vì tín và sự thật nhân quả như thế cho nên tôi không bao giờ làm ác. Thì vì tín như thế cho nên tôi thực hành thế và tôi được hạnh phúc. Cho nên gọi là tín tâm đối với Phật Pháp Tăng thì sinh ra phước lành chính ở chỗ này. Nhé. Đôi khi có những sự không hiểu thì thường nói là có cái gì đâu, mỗi tin Phật thì bây giờ tôi nói là tôi tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, thế sao tôi chẳng thấy có phước lành? Cái đấy là người không hiểu tín là thế nào. Tín mới sinh ra phước lành vì cái người tín đó đã nghe, đã tư duy, đã thực hành, đã được lợi ích, cho nên người ta không làm ác nữa và cứ thế làm thiện thôi. Thì cái người đó gọi là tín tâm sinh phúc lành. Nhớ các quý đạo hữu nhé. Nhiều khi mình không hiểu được tín và tin, tín nó khác. Tín là mình luôn luôn không có thể ai bảo mình làm ác nữa. Mình không làm ác nữa vì mình tin nhân quả rồi, mình không làm ác. Giá như bây giờ lại bảo là nhà mình đang không có thì mình sang kia mình đi lừa cái bà hàng xóm, thì bà hàng xóm mà mắt coi như lờ đờ không nhìn thấy đâu. Đờ đờ lắm, không nhìn thấy ở trong nhà rất là nhiều của cải mà bây giờ mình thì nghèo khổ thế này. Vì mình tín là có nhân có quả rồi. Cho nên mình biết là nếu mình đi ăn cắp của người ta được một thì về mình sẽ trả quả báo rất là nhiều, cho nên mất rất nhiều. Mình tín như thế cho nên mình không sang ăn cắp. Thế vì không sang ăn cắp cho nên là mình sẽ không bị quả báo khổ. Cho nên tín tâm sinh phúc lành. Đấy, chúng thấy đúng không? Đấy, nhé.
cái tín tâm nó khác hẳn đấy nhá. Chỉ còn niềm tin là vẫn, trong cái niềm tin thì nó vẫn còn có thể xảy ra nghi ngờ, nhưng trong cái tín thì nó sẽ đoạn trừ hết cái tâm nghi ngờ đấy, vì từ sự kiểm chứng sự thật, các quý đạo hữu ạ. Thế thì bây giờ là mình đã biết được mình tín như thế rồi, thế thì mình sẽ trở lên là tự giác. Trên đạo Phật gọi là tự giác giác tha, các quý đạo hữu, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác tức là tự mình đã hiểu giáo lý nhân quả rồi, tự mình thực hành và tự mình thấy đó là đúng. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa? Tự mình thấy đó là đúng và tự mình giác ngộ. Đây nhá, Yến hôm nay Yến giải sâu cái chỗ này. Giáo lý của Phật thuộc về của Phật, nhưng đến bao giờ giáo lý của Phật thuộc về của mình? Là mình kiểm chứng cái đó, mình thấy đúng và mình tin và mình khẳng định luôn là đúng, thì cái đấy giáo lý của Phật đã chuyển thành gì? Của mình. Đấy, chúng rõ chỗ này chưa? Thế là coi như là Đức Phật thì tự ngài giác ngộ mà thành, tự ngài huân tập tu tập tư duy mà thành, còn mình thì tư duy những điều Phật nói và mình cũng thành. Thế cho nên là gọi là do tư duy mà mình giác ngộ, thế gọi là tự giác nha các quý đạo hữu nhé. Chứ không ai có thể tư duy giúp cho mình để mình giác ngộ được đâu. Nếu như Yến mà hướng dẫn với các quý đạo hữu ngày hôm nay, chẳng qua là Yến chỉ là người nói thôi, chứ không phải là người mà là giác ngộ được bạn, không phải thế, mà chính bạn mới là người giác ngộ. Tôi là người đã giác ngộ giáo lý của Phật, nó khác nhé. Tôi là người giác ngộ giáo lý của Phật, tức là mình công nhận lời Phật dạy là đúng, qua sự kiểm chứng của mình thì mình trở thành người giác ngộ. Đại chúng rõ chỗ này chưa? Thế gọi là tự giác. Thế bây giờ giác tha tức là mình đem cái điều này của mình đến, ví dụ như là Yến biết được một chút, thế Yến mang cái điều này đến giúp cho người khác cái cơ hội tư duy để hiểu biết và kiểm chứng, đó gọi là giác tha. Thế còn cái gì gọi là giác hạnh viên mãn? Tức là tất cả các công hạnh ngài đã thực hành đầy đủ, còn các bậc Bồ Tát thì đang thực hành các công hạnh, các quý đạo hữu ạ. Còn đức chính đẳng chính giác của chúng ta là đầy đủ viên mãn tất cả các công đức cứu độ chúng sinh rồi, còn hàng Bồ Tát thì mới là gọi là giác ngộ từng phần và làm lợi ích chúng sinh từng phần thôi, chứ chưa viên mãn như Đức Phật. Đấy, chúng ta hiểu nhé. Đạo Phật là đạo tự giác, trên chúng ta phải tự mình tư duy thực hành để cho mình giác ngộ nhé, không ai giúp cho chúng ta cả đâu. Trên đạo Phật thì đừng nói đến việc cầu xin. Đừng có nghĩ rằng tôi sẽ lạy Phật một vạn lạy để Phật cho tôi cái gì. Cái đấy là một quan điểm sai. Thế nhưng mà mình cũng đừng hiểu theo kiểu cực đoan mà nhiều người bây giờ đang hiểu. Người ta nói là đạo Phật rời xa sự cúng lạy và cầu xin. Cái đấy là không đúng. Và nếu như mày nói rằng đạo Phật là cúng lạy cầu xin thì cũng là không đúng. Mà bảo không cúng lạy cầu xin thì cũng là không đúng. Thế thì việc cúng lạy thì chúng ta hiểu thế nào được đúng đây? Cúng Phật là do tâm mình cung kính Phật mà muốn dâng các đồ lên Phật, như thế là đúng. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa? Dâng đồ lên cho Phật thì là đúng. Mình biết rằng là Phật không có dùng được đồ của mình, nhưng mà mình có cái gì mình cũng muốn dâng cúng Phật trước. Chỗ này thì Yến nói về phần tâm cho mọi người hiểu cái chỗ này, tức là không phải là hình thức đâu. Ví như là một người mà yêu cha mẹ mình, yêu quý cha mẹ mình, thì thái độ của họ chào cha mẹ khác. Và một người không yêu cha mẹ của mình, ví dụ như là một người con dâu chưa biết yêu cha mẹ của mình, thì thái độ chào có khác nhau không? Rất khác nhau. Nó quan trọng là ở cái tâm của mình ấy, thì nó được phước báo chính là cái thật tâm. Ví dụ như là Yến cũng có thói quen, đây là một thói quen mà mình không làm thì mình cảm rằng mình sẽ mất đi một cái đức. Tức là mình cảm thấy nó không tròn. Ví dụ như là một thói quen làm gì mình cũng bạch Phật. Ví dụ này, Yến đi vào miền Nam, con bạch Phật, hôm nay con đi vào trong miền Nam, con có một chút nhân duyên để giao duyên với các quý đạo hữu, thì con xin là nương oai đức của Phật, chứ con cũng không làm gì được. Con xin Phật gia hộ cho con. Đấy là cái là mình đã tôn kính Phật. Mình biết rằng chỉ có Đức Phật là
bậc mới có thể giúp đỡ được chúng sinh, chứ mình không giúp đỡ được thì mình chỉ đi gieo duyên, gọi là trong cái duyên của Đức Phật thôi. Thì như vậy đã có đầy đủ sự hiểu biết, khiêm hạ và tôn kính Phật. Nó khác, phải không? Nó tự thân, thân trong, trong tâm của mình rất tôn kính Phật. Thực chất là cha mẹ còn thì chào cha mẹ, cha mẹ mất rồi thì kể cả lúc cha mẹ còn đi về đều chào Phật. Đấy, nó thuộc về ở trong tâm của mình. Xong việc con bạch Phật, con đã làm xong một việc rồi ạ. Có những cái này trong khi con làm, còn những cái này con cảm thấy nó sơ suất thì con sẽ cố gắng hơn. Thế còn những cái gì con chưa biết thì con xin là Phật dạy cho con. Phật có đâu, mình có thấy đâu, nhưng do cái tâm cung kính của mình phát sinh ra như thế. Thì tất nhiên là trong cái đấy thì không thể qua Tam Bảo được. Con nay một lòng phụng sự cho Tam Bảo để tu tập lấy các cái công đức, thì con nương oai đức của Tam Bảo gia hộ cho con, nương đức chư Tăng và con bạch Phật gia hộ cho con. Đấy nha các quý đạo hữu ạ. Thế thì cái tâm đấy, đấy là có phải là cúng lễ Phật không? Cúng lễ Phật khác với cái tâm là đặt lên một quả ổi. Hôm nay con cúng cho Phật quả ổi, tí Phật phù hộ độ trì cho con. Các quý đạo hữu ạ. Tức là đạo Phật là rời xa sự cái cúng như thế. Nhưng đạo Phật lại rất là nói lên cái sự cúng lễ ở nơi cái tâm tôn kính của mình sẽ sinh ra phúc lành cho mình. Vì tâm mình có tôn kính, bậc đáng kính, thì nếu như mình nói ra cái điều gì đó là điều chân thật, người khác cũng sẽ lắng nghe và tôn kính mình. Đó là nhân và quả. Có phải chúng ta vận dụng giáo lý của Phật không? Hoàn toàn là vận dụng giáo lý của Phật, đại chúng ạ. Đấy là cúng lễ trong nhà Phật. Thì hôm nay Yến cũng đã giải thích với các quý đạo hữu cúng lễ về phần tâm linh thì Đức Phật dạy mình thế nào. Cúng lễ cho người mất thì không nên sát sinh. Đấy, và làm các việc thiện nữa để hồi hướng cho người mất. Đấy là hai phần. Còn phần cúng lễ chỉ là một, chưa chọn cái việc mà lời Phật dạy, cúng lễ tâm linh. Chứ đạo Phật có cúng lễ, có cầu xin. Đúng là cầu xin không? Con làm thế này, con nguyện cho con được cái này, tức là hồi hướng công đức thôi. Các quý đạo hữu ạ, cái cầu xin của đạo Phật là hồi hướng công đức. Nhớ Yến đọc cái bài nguyện hương cho đại chúng nghe rất là hay. Nguyện đem lòng thành kính, có phải là cái tâm này không? Gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Nhưng ở chỗ này, thề chọn đời giữ đạo. Cái đấy là mình chứ của ai đâu. Theo tự tính làm lành, tức là mình theo cái tự tính của mình để mình làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật tử gia hộ. Tức là mình có phát nguyện tu tập, từ cái phát nguyện tu tập làm lành đấy mình mới nguyện cầu chư Phật gia hộ cho mình, là tâm bồ đề nó kiên cố, tức là gia hộ cho mình để mình giữ vững được cái tâm thiện lành của mình, cái tâm làm lợi ích chúng sinh của mình. Đấy là có nguyện cầu ở trong đấy không? Có nguyện cầu. Nguyện cầu nhưng bằng việc làm chân thực, tức là có hồi hướng. Đấy, các quý đạo hữu ạ. Đấy rất là hay. Thế thì trong nhà Phật sự nguyện cầu là mong nguyện những điều thiện lành. Và để đạt được cái điều thiện lành đó, người đệ tử Phật phải thực hành thiện pháp. Đó là một phương pháp hồi hướng. Thế là có cúng lễ và mong cầu không? Có. Có cúng lễ mong cầu. Thế thì có gọi là cầu xin không? Đấy cũng gọi là cầu xin, nhưng mà đúng là nhân quả thôi, theo chiều nhân quả. Thế còn lễ Phật nữa, các quý đạo hữu ạ. Thế người ta bảo, thế thì lễ Phật, Phật có cho mình phước không? Cho phước chứ. Nhưng nói cho phước là sao? Đức Phật dạy cho mình giáo lý, cho nên mình rất tôn kính Ngài, biết ơn Ngài. Thế tôn kính và biết ơn là ở đâu? Trong tâm của mình. Cho nên chính cái tâm tôn kính biết ơn sinh ra cái gì? Phúc báo cho mình. Thế nếu như không có Phật thì mình đã không có cái niệm tôn kính biết ơn đó thì không sinh được ra phúc báo. Cho nên gọi là Phật cho phúc. Thế không, quý đạo hữu ạ? Phải bắt nguồn từ cái tâm cung kính của mình, mong mỏi của mình. Cho nên là mình mới sinh ra được cái tâm như vậy, và tâm đó mới sinh ra phúc cho mình. Thế gọi là lễ Phật sinh phúc, có đúng không ạ? Từ sự hiểu biết giáo lý của Phật mà cung kính lễ Ngài. Hôm nay chúng ta hiểu rõ đạo Phật có lễ bái, có cầu xin, nhưng mà đúng nhân quả. Chứ không phải lễ bái và cầu xin không đúng nhân quả thì không chuyển hóa được. Nhớ các quý đạo hữu nhé.
Thì đấy gọi là đạo Phật là có tự giác, có giác tha, rồi lễ bái Phật, sinh ra phúc lành là tại sao không phải Phật ban phước cho mình, mà từ nơi Phật mới thành tựu tâm cho mình, cho nên mình có phước báo nha. Và cái đó cũng gọi là Phật ban cho mình. Nếu không có Phật thì mình không có được cái phước đó, cho nên không thể gọi là Phật không ban cho mình được. Nhưng nó phải là cái nghĩa hiểu đầy đủ nhé các quý đạo hữu nhé. Tại vì có những cái nhiều khi chúng ta đi chùa ấy, hay là chúng ta đi tu ấy, người ta bảo mình thế này: thế Phật mày suốt ngày mày cầu xin Phật mà sao mày thấy chưa được cái gì? Đúng không? Tôi đang cầu xin Phật cho tôi làm nhanh các cái pháp thiện lên để tôi được cái quả báo thiện. Mình trả lời như thế luôn. Đúng không quý đạo hữu? Tôi cầu xin Phật làm sao đấy cho tôi vững tâm, vững trí để cho tôi thực hành các thiện pháp. Từ đó tôi được cái quả báo tốt lành. Nhá. Thế chúng ta phải trả lời đúng văn tử như thế. Không ai bẻ mình được các quý đạo hữu ạ. Còn nếu như chúng ta mù mờ, chúng ta không biết cách thì người ta lại bảo tôi xin Phật nhưng mà là Phật chưa chứng. Nếu mà bảo thế thì thôi rồi là không đúng rồi. Phải không? Nhá. Thế chúng tôi phải chăm chỉ, chúng tôi biết tạo các công đức. Và chúng ta phải có một cái kiến thức nữa. Là người ta bảo mình là thế đi theo Phật như thế thì xong ở nhà mà làm ăn đi. Cứ đi theo như thế thì mất thời gian. Phải không? Thỉnh thoảng lại sám hối, thỉnh thoảng lại nghe pháp, thỉnh thoảng lại đi cùng với nhau. Nó mất thời gian, chả có lợi gì cả. Thế chúng ta phải có kiến thức để chúng ta trả lời. Đó là chúng ta học lời Phật dạy, chúng ta biết được nhân quả, thì cái gì đến với ta, ta sẽ bình tĩnh hơn. Không than trời trách đất, không oán cha trách mẹ, không ác hại bạn bè. Cái đấy đã làm cho chúng ta được an lạc bao nhiêu rồi. Và chính điều đó sẽ đem đến sự an ổn trong xã hội. Đúng không? Làm cho xã hội được an ổn. Nếu người người nhìn vào nhân quả, không oán trách, tự giác bỏ ác hành thiện, thì xã hội này rất là tươi đẹp. Đấy, chúng ta trả lời như vậy nhé. Chứ không thì người ta cứ bảo là mày bỏ đi thế này thế kia. Mình trả lời luôn. Cả một cuộc đời của một con người không lúc nào là không học hỏi. Vấn đề là học cái gì thôi. Thì đến với đạo Phật là học. Học về giáo lý nhân quả, học về cách áp dụng. Tự chúng ta không biết cách áp dụng được. Ví dụ như là đối thoại giữa người này với người này trong tất cả giao tiếp, nếu chúng ta không khéo tư duy, chúng ta sẽ không biết cách áp dụng. Cho nên chúng ta phải học ở những người người ta đã tư duy, người ta đã thực hành và mình học theo. Cho nên là chúng tôi đi theo đạo Phật là đi học. Rõ ràng là đi học để có kiến thức, khiến cho tâm mình được an ổn, khiến cho mình sống tích cực hơn trong xã hội. Phải không? Nếu không chúng ta sẽ sống tiêu cực đấy. Học đạo Phật là giúp chúng ta sống tích cực hơn. Nhìn đời bằng con mắt tích cực hơn. Đúng không? Không có bất mãn trong cuộc đời này. Không bất mãn. Rất là tích cực. Yến chỉ nói một ví dụ thế này thôi. Có những cái mảng mà con người ta nó rất là tiêu cực. Nó tiêu cực ở cái chỗ là người ta thường nói thế này này. Bây giờ là xã hội là xuống cấp quá rồi. Xã hội xuống cấp quá rồi. Chỉ thích những cái trò vui chơi thôi. Vui chơi thôi. Không có thích những cái gọi là đi làm những cái gì thiện cả. Mà người thiện sao lại cứ bắt lạt, bị bắt lạt thế? Sao sống thiện lại cứ bị bắt lạt thế? Đấy, người ta sẽ tiêu cực. Phải không? Người ta không tin vào xã hội, không tin vào con người nữa. Không có niềm tin vào con người. Bởi vì chỗ nào cũng thấy nào là bán hàng giả nhé. Sữa trẻ em cũng làm đồ giả nhé. Thuốc chữa bệnh cũng đồ giả nhé. Rau cỏ thì cũng phun thuốc. Có tiêu cực không? Mất niềm tin vào con người. Thế người hiểu về Phật Pháp thì sẽ nghĩ sao? Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta chưa dứt trừ được cái nghiệp dối trá, trên chúng ta phải chịu ác quả như vậy. Phải không? Chịu ác quả như vậy là chúng ta dối trá đấy. Thế người ta lại còn bất mãn là sao bây giờ mà lại quan thì lại tham nhũng thế? Thế giờ chúng ta thử xét, thử hỏi xem nếu chưa biết đến Phật Pháp ấy mà. Cái của công cộng ấy mà, lấy được mình có lấy không? Chưa biết đến Phật Pháp nhân quả ấy, có không? Có chứ. Thế thì mình là cái người dân bình thường, ví dụ làm ở trong chỗ làm than chẳng hạn, cũng ăn cắp một ít cho vào túi, túi sách lọ, túi sách kia mang về. Đấy là trong cái duyên của mình chỉ lấy được hòn than thôi. Thế nhưng nếu duyên mình vào chỗ họ,
mình có dám chắc là mình không lấy không? Cái xin ăn cắp đấy thì nó vẫn ăn cắp thôi. Thế thì bất mãn làm gì, phải không? Mình ở chỗ bé, mình ăn cắp bé, thì người ta ở chỗ lớn, người ta ăn cắp lớn. Có gì mà trách cơ chứ? Việc mà mình phê phán là đừng tham nhũng, vẫn nói, nhưng mình sờ gáy mình cũng không thấy sạch hơn họ đâu. Thế thì nó sẽ bớt đi cái tâm oán trách. Bớt cái tâm oán trách thì mình đã đỡ khổ đã. Chứ không lại mất thời gian a dua ngồi với dăm ba bạn nước chè rồi quán cà phê toàn chửi chuyện xã hội mà bản thân mình lại không lo cho mình. Không chịu lo tính toán làm ăn, không chịu lo cho mình làm sao sống tốt hơn, lại không lo làm sao cho mình thoát khỏi cái lưới của cái nghiệp trong kiếp sau. Không thì kiếp sau mình lại còn sinh về cái nơi còn khốn khổ hơn. Thế thì nếu mỗi người trong xã hội đều hiểu như thế, hiểu nhân quả như thế, thì tự mọi người sẽ làm cho xã hội tốt đẹp lên. Phải không? Quý đạo hữu. Đấy cho nên là hiểu về giáo lý đạo Phật khiến chúng ta sống một cách tích cực cho mình và cho xã hội. Đem đến lợi ích cho mình và đem đến lợi ích cho xã hội. Thế là chúng ta có đầy đủ kiến thức vững tin đi vào gì? Vào đạo. Đưa đạo vào gì? Vào đời. Đúng không? Chúng tôi sống sẽ làm tốt đẹp cho mình và tốt đẹp cho xã hội. Chúng tôi sống tự tin hơn. Sống hạnh phúc trước sự khổ đau. Đúng không? Sống hạnh phúc trước sự khổ đau. Ít ra mình đón nhận sự khổ đau đó chỉ trên thân thôi. Còn tâm thì được gì? Được giảm đi rồi. Đúng không? Không oán trách, không khổ sở mà chỉ đi đến giải quyết hậu quả của kiếp trước thôi. Đúng không? Chứ nếu không thì chúng ta sẽ gây nghiệp trong kiếp này đấy. Ví dụ, Yến chỉ nói ví dụ thôi. Một người vợ lấy phải người chồng không ra gì, chơi bời chỉ có cờ bạc thôi. Các quý đạo hữu ạ, chơi bời cờ bạc, rượu chè. Thế thì mình do mình không chịu tư duy về nhân quả, thì lúc bấy giờ mình chỉ có chiến đấu với chồng thêm thôi. Phải không? Mà không tìm cách làm sao có thể chuyển hóa được chồng. Nhưng nếu như một người tìm hiểu về nhân quả, người ta sẽ bình tĩnh dần dần để người ta chuyển hóa. Và nếu như người ta cảm thấy không chuyển hóa được thì người ta đành phải cắt ái. Tức là rời bỏ. Phải không? Đành phải chấp nhận là cắt ái, rời bỏ. Thế thôi. Nhưng các quý đạo hữu, còn nếu không thì ta chỉ một là cứ thế chịu đựng mãi. Chịu đựng mãi là nói thế này này, số phận tôi nó thế rồi, đành chịu chứ sao. Tức là tự nhiên lại có một cái quan điểm là số phận tôi như thế rồi, đành chịu chứ sao. Mình sinh ra trong cuộc đời không phải thế. Kiếp trước do mình làm ác nghiệp với họ, thế kiếp nay mình phải chịu khổ. Thế rồi mình có thể chấm dứt cái khổ ấy bằng cách cắt ái được, với đầy đủ đạo đức, phải không? Mình không đem khổ đau cho họ và không bỏ rơi họ, nhưng mình có thể cắt ái để mình từ bỏ cho đỡ đau khổ, phải không? Thấy nhá, chỗ này các quý đạo hữu có thông không? Nhiều người cứ bám chắc mãi thôi. Từ cái sự kiểm chứng đó trên chúng ta vững bước tu tập. Thế còn về cái phần kiểm chứng về tâm linh, tại vì giáo pháp của Phật nói hai mặt. Thứ nhất là mặt về tâm linh của tâm thức của chúng ta, thiện ác ngay trong chúng ta. Và tâm linh nữa là một phần nói về địa ngục. Tức là cái mà chúng ta không nhìn thấy thì chúng ta cho là tâm linh mà. Địa ngục, ngã quỷ và cõi trời. Đấy là các vấn đề mà Đức Phật đề cập tới. Thì chúng ta có thể kiểm chứng được cõi ngã quỷ là nhiều. Thấy không? Qua những cái hiện tượng thật của xã hội. Đấy, thì chúng ta đưa vào chúng ta kiểm chứng bằng sự thật. Thì đối với Phật tử ở đây thì cũng đã kiểm chứng về tâm linh rất là nhiều rồi. Có thể là một người tự nhiên lại thấy một người lại có những hành động bất thường mà chúng ta gọi là ma nhập đấy. Đấy, tức là chúng ta được kiểm chứng cho nên chúng ta tin lời Phật dạy nhé. Đã học lời Phật dạy là phải có kiểm chứng. Yến có một thói quen thế này các quý đạo hữu ạ. Tức là cái gì mà chúng ta chưa kiểm chứng thì chúng ta để đấy. Chúng ta không có lên nghi ngờ hay bác bỏ vội. Lúc đầu tiên khi Yến tu tập ấy, thì có những cái mà đọc trong kinh lời Phật dạy thì không hiểu thì Yến chỉ con bạch Phật chỗ này là con chưa hiểu gì cả. Để lúc khác thì con sẽ tìm hiểu thêm. Chị Yến lại không bác bỏ. Đấy là một cái thói quen mình cũng cho rằng là mình có một chút thiện cảm. Trên mình không bác bỏ. Tức là vì mình kiểm chứng được một số thấy là sự thật rồi. Cho nên cái gì chưa biết thì mình xin mình kiểm chứng thêm. Chứ mình lại không bác bỏ. Đấy, cái đấy rất là hay các quý đạo hữu ạ. Và mình cũng nên có thói quen như thế ở ngoài đời. Nếu cái gì mình chưa biết mà mình chưa kiểm chứng được mà mình tư duy nó cũng không ra được thì mình đừng nên bác bỏ, cứ để đó đã, phải không? Nếu bác bỏ thì hóa ra là mình lại là người không có trí,
Cho nên là ta không bác bỏ vội, ta tư duy chưa đến thì ta cứ để đó đã nhé, các quý đạo hữu nhé. Thế thì về phần tâm linh thì chúng ta kiểm chứng qua lời Phật dạy, từ những việc mà có các cái chúng sinh trong cõi vô hình nó nhập vào người khác và người ta đã làm những cái việc mà khiến cho người ta khói. Thế còn kiểm chứng qua kinh Phật nữa là Ngài Mục Kiền Liên còn bị ác ma chui bụng, rồi kinh Từ Vi Thủy Sám Pháp thì có ông tiểu thố, ông ấy biến thành cái mụn ghẻ đầu người, ông ấy vào chân của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư và làm cho Ngài đau buốt không đi được, rời khỏi. Thì ở đây chúng ta cũng kiểm chứng qua cái việc chúng ta hóa giải oán kết về tâm linh trên bệnh tật, chúng ta có thấy sự chuyển hóa. Cho nên chúng ta tin rằng kinh đó là lời gì? Là lời Phật dạy. Và lời Phật dạy đó là gì? Là đúng với hiện tại, đúng với đời sống của con người, về cái tương tác của tâm linh và con người nhé. Tức là cái lời dạy đó nhưng chúng ta kiểm chứng được thì chúng ta tin là sự thật. Đấy nhé, thì đấy là về tâm linh. Thế bây giờ mới đến cái việc mà chuẩn bị cho cái việc thành lập đạo tràng. Thì chúng ta là những người hiểu như thế rồi. Trên hôm nay chúng ta chưa phải là đạo tràng, chúng ta là những người bạn đạo. Phải không? Thì đạo của chúng ta đang chọn đó là đạo Phật. Là những người có đức tin đối với Đức Phật. Phải không? Đức tin đối với giáo pháp của Phật. Cho nên chúng ta trở thành những người bạn của nhau. Và chúng ta trở thành người bạn vào nhau, và chúng ta kết cái đức tin này vào, nó giống như cái tràng hạt ấy. Thế nên gọi là đạo tràng. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đấy. Đức tin về giáo lý của đạo Phật. Đạo cũng là con đường đưa đến giải thoát, tức là giáo pháp của Phật. Thế cho nên là Yến kết với bạn mình kết với các chị, cứ thế chúng ta kết vòng vào. Trên chúng ta gọi là đạo tràng, cái tràng hạt này này. Thế nó cứ kết vào với nhau. Thì chúng ta gọi là kết tình bạn nữ tu thành đạo tràng. Các quý đạo hữu rõ, nó giống như cái tràng hạt ấy mà. Nên mình hiểu là đạo tràng là những người, là nhiều người được liên kết với nhau bằng niềm tin đối với giáo pháp của Phật. Nhé, gọi là đạo tràng trong đạo Phật. Thế thì chúng ta là những người bạn tự nguyện, tự mình tìm hiểu giáo lý của Phật, tự mình thực hành lời dạy của chư Tăng, thấy tin, và chính cái đức tin này chúng ta tìm thấy nhau và chúng ta quyết định kết bạn với nhau, kết thành đạo tràng tu tập. Đấy là do mọi người tự nguyện, đúng không? Nhé, đấy để cho chúng ta hiểu. Không hiểu là đạo tràng có ý nghĩa gì. Hả? Thế thì khi đã kết thành đạo tràng rồi, chúng ta phải có cái phòng ngừa và ngăn chặn. Vì là không phải là tất cả mọi người ai cũng là chân thật. Cho nên khi thành lập đạo tràng, chúng ta phải ngăn chặn những người xấu có thể lợi dụng. Đã là người xấu thì chỗ nào chả lợi dụng. Phải không quý đạo hữu? Đã là người xấu thì chỗ nào cũng lợi dụng. Vì người ta không có tìm hiểu giáo lý của Phật, người ta đến chỉ là để lợi dụng thôi. Cho nên người ta không tìm hiểu sâu, người ta không trở thành tín được. Cho nên người ta lợi dụng, các quý đạo hữu ạ. Thế thì mình phải ngăn chặn họ trong việc ngăn chặn các cái tình trạng xấu xảy ra về việc lừa đảo tài sản, lừa đảo về tình cảm. Có nhiều lắm đấy các quý đạo hữu, cái đấy là nhắn tin cho Yến rất là nhiều, các quý đạo hữu ạ. Và cái thứ ba là làm các việc để xúi dục chúng ta phá rối trật tự an ninh, khiến cho dễ gây dây vào vòng lao lý. Cho nên chúng ta phải ngăn chặn cái việc này. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Thế thì để vào với tài sản thì chúng ta là không cho vay, có bao nhiêu thì cho nhau. Còn không cho vay, cho vay thì phải đúng với quy định của nhà nước. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Giữa con người với con người chúng ta phải ứng xử với nhau bằng pháp luật, chứ không có tin một cách mù quáng. Có nhiều người Phật tử cũng như vậy, tức là đến với mặc quần áo Phật tử, nói đạo lý của đạo Phật, nhưng lại không phải với tấm lòng của người con Phật. Họ lợi dụng, cũng giống như người là cũng mặc quần áo công an,
rồi cũng nói về cái đường lối ở công an, thế nhưng mà có khi là họ lại mặc quần áo giả, họ học vài ba cái luật, họ đứng ở chỗ đâu đấy, mình đi xe máy chẳng hạn, đến phạt tít mình cũng đọc lại xong cũng ký, có khi là giả, phải không các quý đạo hữu? Trên cái gì nó cũng có cái giả, thì trong đạo tràng của chúng ta cũng nên ngăn chặn những cái giả tâm nhé. Thì chúng ta không cho vay tiền, cho nên tất cả mọi người đến với đạo tràng, chúng ta biết là không cho vay tiền là quy định của đạo tràng, được không có quý đạo hữu? Quy định đấy, cho nên chúng ta không có ngại là đấy đạo hữu với nhau lại không cho nhau vay, không phải thế, mà chúng ta sẽ tìm những người nào khó khăn, chúng ta có thể làm từ thiện ngay trong đạo tràng của mình, có được không? Giúp đỡ bạn để cho bạn có cái duyên tu tập, cái đó là được, nhưng ngăn chặn ngay cái tình trạng là lợi dụng, và lợi dụng tình cảm nữa cũng càng không được nhé. Không được tin là bạn là Phật tử đấy, cho nên là có thể tin bạn ấy, nhà mình có chồng mình cứ cho bạn ấy nai đi suốt ngày suốt đấy, rồi một lúc nào đó lại báo ra một cái tin giật gân. Mình vẫn phải quan sát bằng cái con mắt mà sáng suốt. Thầy chúng rõ chỗ này chưa? Đạo Phật dạy thế này này, ái nếu mà chưa dứt thì nó sẽ dẫn đến khổ đau. Cho nên là chúng ta khi làm việc phận sự trong đạo tràng, chúng ta cũng tránh đi những cái tình trạng mà khiến cho nghi ngờ về việc này, được không? Nghi ngờ về việc này là không được, các quý đạo hữu ạ. Mình đi với một người nam hay là một người nam với một người nữ trong đạo tràng, không nên đi riêng với nhau, mà đã đi công việc phận sự phải đi chung nhiều người và phải có sự thay đổi. Đấy nhá, để tránh đi những cái thứ nhất là một là hiểu lầm, hai là nửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đúng không? Vì đã cắt được ái đâu. Cho nên là trước sau nó lại cứ nhớ nhau thì thôi cũng đi tu cắt ái không cắt, lại gây thêm phiền não. Trên cái đấy là cái là mình phải cảnh giác nhá. Mình cảnh giác không phải cảnh giác với người khác đâu, cảnh giác ngay chính với cái tâm. Tâm thì nó không có tướng đâu các quý đạo hữu, cái tâm mà tâm ái đã dứt đâu. Cho nên là phòng tâm cho mình và phòng tâm cho người, lợi mình và lợi người, chứ đấy không phải là cái nghi ngờ xấu, cái đấy là lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Bản thân mình cũng đừng tự giác tiến đến đi với một người khác giới, không nên như thế, vì mình cũng phải phòng cái tâm tu của mình. Nếu một lúc nào đó mình lại bị ngay cái tâm mình nó làm chủ mình bảo không nhớ nó cứ nhớ thì sao, không bảo được đâu các quý đạo hữu, đúng không? Tốt hơn hết là mình phòng tránh cho nó đi. Mình phải phòng hộ đi cái tâm, phòng hộ tâm, tức là lấy trí mà phòng hộ tâm. Mình hiểu biết là cái tâm nó là như thế đấy, cứ nam thì ái sắc nữ, nữ thì ái sắc nam, mình biết như thế, Phật dạy như thế, mình không cho nó có cơ hội để mà ái sắc nhau. Cái đấy là mình phải biết phòng. Như các quý đại hữu rõ chỗ này chưa? Thế cho nên giới luật của Phật ấy, nếu mà mình mà là người đệ tử Phật, mình học được giới của Phật, chư tăng bao giờ cũng phải ở từ 4 người trở lên và sinh hoạt hội chúng, chứ không bao giờ được đi riêng tăng. Chứ tăng không được đi riêng, như các quý đạo hữu không đi riêng, phải có người phòng hộ. Nhưng mà mấy ai hiểu điều đó đâu. Thế rồi thì cũng thương, khi đấy thì Yến không trách các thầy đâu, bởi vì là các thầy đi tu nhưng mà lại không hiểu được hết. Xong sau đó có thể là bị chi phối cái gì đó ra, một mình nhận một chùa thì cái nơi phòng hộ tâm nó không có, thì dần dần nó sẽ bị cái, đã là tâm chưa đắc ấy mà, chưa đắc giải thoát thì cái tâm nó là tâm chúng sinh, nó đều bị sự chi phối của ái cả. Cho nên nếu mình không có cái môi trường để bảo vệ tâm cho mình thì mình sa ngã thôi. Cho nên người đi tu cái môi trường là vô cùng quan trọng. Chúng ta đến với thầy là để học giáo pháp của Phật, chứ không phải đến vì tình cảm riêng cá nhân. Quan điểm rất là rõ ràng, Yến cũng có quan điểm rất là rõ ràng. Đến với các quý thầy rất thân cận, nhưng đến với pháp thân cận chỉ để làm gì? Chỉ để bạch thầy, hỏi thầy những việc mà mang lại công đức cho con thôi. Và chúng ta phải bảo biết bảo hộ chúng ta. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa? Nhưng ở chùa Vàng thì các quý đạo hữu không phải cảnh giác, vì các thầy đã có pháp bảo hộ rồi, không ai được phép đi một mình. Đi ra đi làm lễ là chư tăng chùa Vàng không được phép đi một mình. Đi ra khỏi cổng hội viện mà ở chỗ chùa là bao giờ cũng có rất đông Phật tử, chư tăng không được giáo thuyết riêng cho một người, mà giáo thuyết phải ở nơi phòng khách, chứ không được gọi Phật tử đến một chỗ là chư tăng chùa Vàng không có. Phải là thanh thiên bạch nhật. Còn ở thì phải ở vào trong nội viện.
hai bên tăng ni nội viện, cho nên là không không lo cái điều đó nhiều. Chúng ta phải hiểu không thân cận với một vị tăng, cho nên là các Phật tử thấy sư phụ mình đi bao giờ cũng có hai vị thị giả đi cạnh, đúng không? Lúc nào đi đâu cũng có thị giả, cho nên là cái đấy nó bảo hộ cho cái tâm của mình không nghi về thầy của mình, đúng không? Lúc nào có thầy đi cũng cũng có tăng chúng đi với thầy thì ít nhất cũng phải có hai ông, hay là ít nhất nữa thì cùng lắm là có một ông trong việc bất cập thì đi cạnh thầy, còn lại thì thầy hay đi với tăng đoàn cũng đông đông, đúng không? Cũng rất là nhiều nhé. Thế thì chỗ này để chúng ta hiểu cái vấn đề mà chúng ta cần phải ngăn chặn và phòng trừ những cái không tốt khi chúng ta trong đạo tràng cũng như là chúng ta tu đạo. Không để cái gì mình bị ảnh hưởng, nhất quyết không bị ảnh hưởng. Cuộc đời này chỉ đến làm tốt cho mình thôi và tốt cho mọi người thôi. Mục đích và lợi ích thành lập nhóm tu tập đạo Phật và đạo tràng, cái mục đích của mình đó là có bạn đạo thì sẽ sách tấn mình hơn được, và mình có đạo tràng thì mình sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn. Thank you.